Tường xin chào quý vị đến với chương trình Nghìn lẻ một chuyện được phát sóng vào lúc 23 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như tên gọi của mình, Nghìn lẻ một chuyện là nơi để chúng ta có thể gặp gỡ, để chia sẻ những cái cảm xúc về hạnh phúc lứa đôi hay là những tình yêu trong hôn nhân gia đình. Và ngày hôm nay chương trình đã có mời ba cặp vợ chồng trẻ cùng đồng hành với Cát Tường. Xin trân trọng giới thiệu vợ chồng anh chị Quân Thơ, vợ chồng anh chị Khải Tiên và vợ chồng anh chị Thế Anh Trang Thảo. Đặc biệt còn có hai vị khách mời, đó là chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Kính thưa toàn thể quý vị, ghen tuông trong tình yêu đôi lứa, trong cuộc sống hạnh phúc gia đình thì đó là một cái vấn đề xảy ra hàng ngày ở các cặp đôi mà chúng ta ai cũng biết. Nhưng mà bây giờ mình mổ xẻ cái vấn đề hôm nay là ghen như thế nào cho đúng cách, thì đó là một vấn đề mà nhiều khi ta lại chưa có phân tích, chưa có mổ xẻ một cách chuẩn xác nhất. Thì trước khi đến với cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, tất cả chúng ta hãy hướng về màn hình để xem một đoạn clip ngắn. Khi yêu cũng như đặt mình trong các mối quan hệ tình cảm, ai rồi cũng sẽ có những lúc rơi vào trạng thái và cảm xúc gọi là ghen. Sự ghen tuông thể hiện rõ nhất trong các mối quan hệ yêu đương, khi một trong hai người cảm thấy tình cảm của mình đang bị đe dọa bởi một người thứ ba. Cũng vì vậy mà đã có không ít những lời tâm tình nặng trĩu nỗi lòng khi ghen của những người đang yêu. Đối với đời sống vợ chồng, ghen còn là đề tài muôn thuở và còn được điển hình hóa trong ca dao như ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chả hay ghen chồng. Cũng vì vậy mà dường như đối tượng khi ghen thường là phụ nữ. Cũng tùy theo cấp độ mà chuyện ghen chỉ dừng lại ở mức hờn dỗi hay dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Đã có không ít những câu chuyện vì ghen mà dẫn đến những xô xát, vì ghen mà tự làm tổn hại bản thân dẫn đến đổ vỡ hôn nhân, bỏ bê con cái, đánh động cả dư luận xã hội. Vậy ghen có cần thiết? Ghen có phải là biểu hiện tình yêu ai đó ở mức độ cao? Mà nếu không còn ghen thì người ta không còn yêu nhau. Nếu ghen vì yêu là không thể tránh khỏi thì có lẽ đã đến lúc cần có sự thể hiện một nghệ thuật ghen đúng nghĩa để phân định ghen đúng và ghen sai. Trước khi chúng ta tìm ra cái cách ghen như thế nào là phù hợp nhất thì chúng ta phải hiểu tất cả những cái nguyên nhân. Chị của người yêu cũ nhắn tin cho anh. Thường thường là em đi ở ngoài đường á, là thường thường là bị phụ nữ hỏi đường không à. Dạo này thấy sáng sớm trang điểm rồi tỉ mỉ quá. Thì xin hỏi cặp vợ chồng của anh Khải và chị Tiên thì đã có khi nào mà anh cảm thấy mất niềm tin ở vợ hay là ghen tuông vợ, một cái trường hợp cụ thể nào chưa trong cuộc sống của anh? Về vợ Khải thì Khải tin vợ hoàn toàn nên cũng không có ghen, nhưng mà về vợ thì lại ghen chồng nhiều hơn. Ảnh làm cái gì chị mà khiến cho chị phải ghen? Dạ tại vì ảnh thì ảnh đẹp trai với lại ảnh tốt bụng hiền nữa, cho nên thành ra em cũng sợ là khi đi ra ngoài đường người ta lợi dụng cái tính tốt bụng của ảnh. Dạ. Với lại em hơi đa nghi. Nhưng mà thật ra là không có cái tình huống nào cụ thể mà ảnh làm chị ghen thật sự chưa, hay là chỉ mới trong cái sự đa nghi của chị thôi? Dạ lúc đó là hai đứa trước khi cưới thì em có ghen một trận cũng lớn. Em bắt được là chị của người yêu cũ nhắn tin cho ảnh, chị hỏi là Khải em còn đến thăm bé đó không gì này kia. Thì em vô tình em thấy, em mới hỏi là chị này là ai. Thì anh nói là chị của người yêu cũ. Thì em mới nói là ủa sao chị của người yêu cũ vẫn còn liên hệ với anh, cộng với lại là ảnh vẫn còn giữ cái thẻ ngân hàng mà của cái người yêu cũ nữa. Thành ra hai cái, thành ra em mới ghen luôn. Vậy còn Thế Anh và Trang Thảo, hai vợ chồng có khi nào ghen với đối phương chưa? Em thì chưa có ghen, vợ thì ghen nhiều hơn. Hầu như nãy giờ hai cặp người nào cũng là vợ ghen nhiều hơn hả? Là có một cái tình huống rất là kỳ cục, cái là thường thường là em đi ở ngoài đường á, là thường thường là bị phụ nữ hỏi đường không à. Thì mình thì thật tình mình chia sẻ, mình chỉ đường cho người ta, mình hướng dẫn rất là tận tình, thì vợ thì không có đồng ý. Nhưng mà khi mà người ta hỏi thông tin đó là có vợ ở phía sau không? Hay có vợ, thì vợ nói là bộ anh muốn cưới vợ nữa hả? Giống như là nữ mà. Lúc mà vợ nói vậy em mới nhớ lại là hai vợ chồng mình lúc đầu gặp nhau á là
cũng do hỏi đường rồi ra nên nên vợ nên chồng. Cái gì cũng có cái nguyên nhân sâu xa. Ủa nhưng mà rồi Thảo tại sao mà hay ghen với chồng của mình? Vấn đề là như chị em thấy đó thì ảnh bề ngoài tướng tá nhan sắc rất là ok, cho nên là rất là dễ gây sự chú ý với các cô gái khác, mà em không hiểu sao đặc biệt cái toàn là phụ nữ tới hỏi đường. Vấn đề là hai vợ chồng cùng đi không hỏi mình mà toàn hỏi chồng mình. Quần với thơ thì sao? Vợ làm công việc ngân hàng á, thì có tiếp xúc nhiều khách hàng, nói chung là tin nhắn rồi này kia, nhiều khi cũng sợ là xa ngã, tại vì vợ tiếp xúc những cái khách hàng mà chẳng hạn như là làm giám đốc hay này kia rồi vậy là thiếu tự tin rồi phải không? Dạo này thấy là sáng sớm trang điểm rồi tỉ mỉ quá. Nhưng mà Thơ làm ngân hàng thì tiếp xúc với nhiều người, nó khách hàng ra vào thì người ta phải chỉnh chu cái bên ngoài thôi. Cái đó là anh bị đa nghi quá, và đa nghi rồi mà lại còn là thiếu tự tin với bản thân nữa. Mình phải nghĩ mình phải cũng rất là phong độ, không làm sao mà mình thua mấy anh kia được. Dạ, thưa cô Mai, các bạn trẻ ở đây đã chia sẻ những cái lý do khiến cho các bạn ấy ghen tuông bực tức ở trong lòng. Vậy thì theo cô, ở xã hội hiện nay thì còn những cái nguyên nhân nào mà khiến cho các vợ chồng trẻ là ghen với nhau nữa hả cô? Tôi vừa nhìn thấy người ngồi bên cạnh tôi là cô Kim Xuân thì chúng tôi nhìn nhau cười. Bởi vì không phải là chỉ có cặp vợ chồng trẻ mới ghen, mà cả cặp vợ chồng không trẻ nữa cũng vẫn ghen như thường. Yeah. Nói khác hơn, ghen là một thuộc tính của tình yêu. Có yêu là có ghen, mà có ghen là có yêu. Vấn đề quan trọng ở đây là ghen như thế nào. Mà ông bà mình nói hay lắm ạ. Ném chuột thì đừng để vỡ bình. Nói một cách khác hơn là chúng ta đi tìm nguyên nhân thì có bao nhiêu cặp vợ chồng, có bao nhiêu đôi lứa yêu nhau thì có bấy nhiêu cái nguyên nhân ghen khác nhau. Cho nên vừa rồi các bạn nghe không đôi nào giống đôi nào cả. Nhưng mà chỉ chung một cái là ghen. Và cái ghen đó nó có cần thiết hay không? Trong nhiều năm làm tư vấn thì tôi lại nghe có một cái luồng dư luận ngược lại, tức là có một số các bạn lại nói rằng hình như chồng em hoặc vợ em không yêu em bởi vì chả bao giờ thấy anh hoặc là thấy cô ấy ghen em cả. Cho nên là khó mà để có thể chiều được tất cả mọi người chúng ta. Nhưng nói gì thì nói, chắc chắn khi chúng ta lập gia đình thì chúng ta có một người bạn đời, người đó đứng chung giấy đăng ký kết hôn với mình, cho nên nghiễm nhiên là chúng mình là của nhau. Mà nếu mà của nhau mà bị dòm ngó vào một cách nào đó thì vô tình như là hỏi đường thôi, mà lại không hỏi mình mà lại hỏi chồng mình, mà chồng mình đẹp trai như thế kia, thì rõ ràng là ghen là nó lăn tăn là có rồi đấy. Rồi cái điểm thứ hai nữa mà Cát Tường có đề cập tới mà chắc là cô Kim Xuân sẽ bổ sung thêm đấy, là hình như người ta hay hoài nghi, người ta đa nghi cho nên người ta mới ghen. Rồi cái gì nữa, người ta không tự tin vào bản thân cho nên người ta mới ghen. Nhưng mà thực sự ra thì mỗi người có một cái ghen khác nhau, không ai giống ai cả. Ví dụ như là các bạn nói là vợ mình hôm nay đi làm mà trang điểm kỹ quá thì cũng khó chịu, cho nên là chúng ta phải nói với nhau ghen như thế nào thì là nó hợp lý, ghen như thế nào là gia vị. Và đó chính là cái mà tôi muốn nói với các bạn, tức là chúng ta chia sẻ với nhau những cái điều thật thà như vậy nhưng nó đáng yêu vô cùng, bởi vì chúng ta nói ra được nó nhẹ lòng. Và bây giờ chắc có lẽ là cô Kim Xuân cũng sẽ góp với chúng ta rất là nhiều cái ý hay ạ. Tôi nghe các bạn nói về chuyện ghen mà tôi lại nhớ tới thời trẻ của tôi. Thì hồi trẻ thì tôi cũng là một cô đào kịch nói điều này để mình, tôi muốn nói một điều. Giống như chị Mai nói, ghen là một thuộc tính của tình yêu. Nhưng cái thuộc tính đó nó sẽ đứng ở nhiều dạng. Có khi các bạn ghen vì các bạn nghĩ là mình đã là sở hữu, cái người đó là sở hữu của mình, là của mình, cho nên mọi hành vi, mọi cử chỉ của người đó mình được quyền kiểm soát. Tôi đi diễn ban đêm mà, thì lúc đó chồng tôi làm hành chánh. Bạn này biết nè, bạn Việt Anh đã từng nói là cô Xuân có một ông chồng cực kỳ đẹp trai. Tôi đi diễn và tôi cứ nghe vậy nè, hình như là ổng có đi ăn chè với một cô nào đó. Nghe vậy là bóng gió rồi đó, trước đó, tiên đó. Cơn nghe đi ăn chè với một cô nào đó. Thì mình nghe thì mình làm máu bắt đầu là tự nhiên người nó say sẩm rồi. Mà lần đầu tiên tôi mới biết cái cảm giác ghen đó. Nhưng mà lần tuần sau là người ta lại đánh một tiếng một câu nữa. Ăn chè mà ăn chè ngã tư Hàng Xanh đó. Thấy rồi. Vậy là cụ thể. Từ bóng gió mà chuyển qua cụ thể rồi đó. Đó, cụ thể luôn. Trời ơi, các bạn biết chiều ông xã đi làm về, tôi dòm ổng tôi hỏi, không có ra lời. Sao ổng có tôi ngồi tôi khóc không à? Ổng kia nói hai chữ, không có.
Và sau không đó giải thích. Không giải thích. Tức lắm phải không chị? Tức lắm. Sau thời gian mà biết là chỉ là bạn bè trong cơ quan. Mà đúng là tại vì ổng cũng đẹp cho nên người ta hay nhờ ổng chở. À. Chị chấp nhận cái chuyện chở đó không? Không không, chị nói em nghe là như thế này. Có một cái tánh gì nè, mà không phải là riêng chồng tôi mà tất cả những người đàn ông khác thích nhìn một người phụ nữ đẹp. Một người phụ nữ đẹp đi ngang người ta nhìn chứ. Và tôi cũng nghiệm ra đó là một bông hoa đẹp cho nên người ta nhìn. Nhưng nếu họ nhìn nhiều quá họ sẽ chệch hướng đi, họ quên mất là cũng có một bông hoa kế bên mình. Thế và tôi đã xây kiểu mong cách là tôi thấy một thanh niên đẹp và tôi cũng nhìn người thanh niên đó. Tại vì em cũng đang thưởng thức một tác phẩm của nhân của trời cho mà anh nhìn phụ nữ đẹp thì em cũng thấy người thanh niên này đẹp. Một cái đá nhẹ cho biết rằng nếu như anh ấy làm một điều gì sai và quá lố thì tôi cũng có thể làm một điều khác. Tường xin hỏi anh Quân, anh có thích nhìn phụ nữ đẹp không? Thích ạ. Rồi nhưng mà lúc đó ví dụ anh chở vợ anh đi ngoài đường mà anh thấy cô nào đẹp đi ngang mà vợ anh ngồi sau lưng thì anh có nhìn không? Nhìn ngoài có cái gì đó đẹp lạ mắt đi thì mình chăm chú vô sơn cái. Sơ hay là chăm chú? Chăm chú là chăm chú mà sơ là sơ. Tùy theo tình huống. Chăm chú sơ là nhiều sao? Khi trong lúc mà rảnh rỗi đường vắng hay này kia thì mình chăm chú. Còn hả mà nói thì mình liếc ngang thôi. Nhưng mà vợ cứ nhéo qua sau lưng. Anh nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Nhìn muốn rớt mắt ra ngoài. Chăm chú rồi chứ sơ sơ làm sao mà rớt mắt ra ngoài được. Vậy anh Khải, anh Khải anh có thích nhìn phụ nữ đẹp không? Thì Khải cũng là con trai thì cũng thích nhìn phụ nữ đẹp. Nhìn sao? Nhìn công, có khi nào nhìn công khai trước mắt vợ không hay là lén lút thôi? Thì nhìn chở vợ đi hay đi chung với vợ cũng nhìn. Nhưng mà mình nhìn thì mình cũng bình luận là người ta đẹp chỗ nào, người ta có điểm gì mà không có đẹp. Mình góp ý, dù sau này vợ mà có trang điểm hay có ăn mặc không đẹp hay đẹp có nghĩa là nhìn người ta đẹp để mà rút ra những cái đẹp đó cho vợ mình học hỏi theo phải không? Và những lúc đó thì cái cảm giác của Tiên như thế nào? Có một lần là anh đi siêu thị, cái người nữ đó theo em thấy là cái đẹp thua em nữa mà ảnh rất là nhìn chăm chú mà không nói gì hết. Tới khi em hỏi ảnh cái câu gì đó anh cũng không thèm trả lời luôn, ảnh cứ cái em nói ủa sao anh nhìn bé đó dữ vậy, anh nói không có anh nhìn tại vì nó xấu quá. Tại vì lúc đó thì lần đầu tiên mình mới thấy là cái người ta trang điểm chân mày thường người ta là vuốt nhẹ nhỏ hoặc là người ta kéo lên, mà này là vừa vuốt nhỏ vừa cong luôn. Khi ghen người ta sẽ thể hiện cái sự ghen tuông đó như thế nào? Cô Mai, cô có thể chia sẻ về cái điều này. Tôi thấy rằng là ghen cách như thế nào để cho cái người bạn đời của mình cảm thấy mình có giá trị. Và bản thân khi mình ghen, mình cũng có giá trị. Thông thường khi chúng ta ghen thì chúng ta bắt đầu mất tự tin. Cho nên là mình sẽ có những cái ứng xử nó không phù hợp. Cho nên ghen cách nào tùy các bạn. Nhưng các bạn đừng bao giờ làm xấu cái nhân cách của mình. Và cũng đừng làm tổn hại cái người bạn đời. Điều quan trọng nữa là thông thường thì khi mà người ta có cái chuyện người thứ ba xuất hiện, đây nó mới là cái ghen thực sự. Còn khi mà mình ghen vu vơ mà ghen ngoài đường như vậy đó là gia vị thôi. Giận thì giận nhưng mà thương thì thương. Khi mà đã có một cái người cụ thể thì trước hết chúng ta phải đi tìm nguyên nhân. Nếu như trong cái tổ ấm của mình nó ấm áp, nó hoàn toàn là hài lòng với nhau thì người ta không đi tìm người khác. Cho nên khi mà thấy cái người bạn đời hướng ra phía bên ngoài có nghĩa là người ta đang thiếu. Vậy người ta thiếu cái gì? Mình tìm điều đó để mình làm sao mình điều chỉnh lại bản thân mình. Cái thứ hai nữa ạ, nó phải có nghệ thuật ghen. Cho nên chúng ta trò chuyện với nhau ở đây không phải là ghen để mà làm hại nhau, mà ghen làm sao để chúng ta kéo nhau lại gần hơn, chúng ta cảm thấy cần nhau hơn. Chứ không phải ghen để rồi sau khi chúng ta ghen nhau rồi thì đường ai nấy đi luôn. Dạ vâng, thì cái chuyện đó thì chắc là cái đường ra tòa án. Vậy thì chúng ta xác định với nhau là ghen chúng ta có cái mục đích để làm gì ạ? Để nhắc nhau. Nhiều khi cũng cần phải vỗ về để mà nhớ là gì ạ? Chúng mình đang có nhau đấy. Còn tôi nghĩ rằng cái người bạn đời của các bạn á, là các bạn chọn trong bao nhiêu người các bạn mới chọn được một người. Cho nên á, là đẹp thì ai người ta cũng thưởng ngoạn cái vẻ đẹp. Người ta có thể nhìn ngắm vợ mình và cũng có thể người ta nhìn ngắm chồng mình. Cho nên Trang Thảo yên tâm, bạn phải hãnh diện rằng là gì ạ? Và tự hào rằng tôi có một ông chồng đẹp trai. Vấn đề quan trọng là sao? Là mình ghen như thế nào mà để cho cái người bạn đời của mình người ta phải sợ mất mình. Chứ không phải là mình sợ mất người ta.
theo như cô thống kê lại, cô biết là có bao nhiêu cái kiểu ghen mà thường hay thấy nhất ở trong cuộc sống đó cô? Thông thường cái ghen mà ghen dễ nhất đó là làm cho người khác bị tổn thương. Dạ. Tức là nói nặng, nói nhẹ. Dạ. Rồi động chân, động tay. Rồi. Rồi thậm chí nặng hơn là có thể là, trong báo chí đã nói rồi, có thể dùng axit. Dạ. Nhiều lắm. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói rằng là ngoại trừ cái ghen bệnh lý, tức là cái gì người ta cũng ghen, thì mình không nói tới ở đây vì cái điều này nó phải có nhiều thời gian để phân tích. Nhưng mà còn cái ghen thông thường thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta có yêu, chúng ta có ghen, nhưng mà ghen quá thì nó không thành gia vị nữa. Đã gọi là gia vị thì cái liều lượng của nó phải vừa phải. Cho nên trong cái ghen nó phải có văn hóa nữa. Ngoài là những cách như cô Mai nói, bạo lực nè, dùng cái lời lẽ sỉ vả làm nhục đối phương của mình nè, nhưng mà có những cái kiểu ghen nó cũng ngộ mà lạ lùng lắm. Thí dụ như là người vợ cứ nghi là chồng mình có cái đối tượng nào đó thì hay lục bóp, xét bóp nè, coi có cái gì không, rồi cái nhiều khi là tịch thu tiền, lương đủ tiền xe, đổ xăng, đổ cộ, hút thuốc thôi, thì không làm gì có tiền mà đi chơi với bạn gái được. Thì đó cũng là những cái kiểu ghen. Chị Kim Xuân, trong cuộc sống chị có thấy những cái cặp nào mà có những cái trận ghen nào mà dữ dội chưa, và họ xử trí cái ghen nó như thế nào? Chúng ta lên mạng thì chúng ta thấy rất là nhiều ghen, rồi mướn người rạch mặt, ghen rồi mướn người xăm trên mặt để cho cái cô gái đó không còn xinh đẹp nữa. Và thậm chí như các tường nói là mình ghen và mình phong tỏa vấn đề tài chính của cái người bạn đời để người đó không có điều kiện để đến với đối tượng khác. Tất cả những điều đó nó đều xuất phát bằng một cái là chúng ta đã bị mù quáng. Tôi lại không nghĩ rằng mình có thể tìm được tình yêu bằng những cái kiểu như vậy. Tại thường người ta nói là có yêu mới có ghen, nhưng cái đó em nghĩ nó không phải là, lúc đó không phải là yêu nữa rồi. Cái đó là cái ích kỷ của bản thân á chị. Có thể đầu tiên bắt nguồn là hai người yêu nhau nó có ghen tuông, nhưng mà khi đó nó vượt xa cái vấn đề về cái tình yêu rồi. Nó thuộc về cái tôi của mỗi con người, mình lớn quá rồi mình không kiềm chế được. Từng hỏi anh Thế Anh đi, anh nghĩ là chúng ta có cần thiết ghen hay không? Cũng phải có một chút cần thiết, nhưng mà ghen thì một mức là xây dựng nó vừa phải để chia sẻ mà hai đứa khăng khít với nhau hơn. Nhưng mà trong cuộc sống vợ chồng của anh chị thì từ trước đến nay là cái trận mà ghen dữ nhất á, thì anh hay chị đã làm gì đối phương? Thực chất hai vợ chồng ghen thì nói chung là ghen là toàn ghen yêu không à. Chưa bao giờ có bạo lực thôi. Chưa có một cái gì gọi là dẫn đến. Nói chung là dùng những cái lời lẽ vu vơ để nói nhau, để khích nhau, để truyền tải cái thông điệp của đối phương. Ví dụ như anh này rất là nhiệt tình, cứ ai hỏi là nói, ai hỏi là nói. Mà nhiều khi toàn cô gái hỏi. Nên nhiều khi em cũng rút ra kinh nghiệm cho bản thân là bây giờ thôi, thay vì để cho cô gái đó tới hỏi ảnh thì mình nhảy ra luôn. À, mình trả lời luôn. Coi như là mình không, đúng, không là để cho anh cô đó phải tiếp xúc với ảnh. Cô Xuân Lệ xin lỗi con, cô Xuân Lệ có cảm giác này. Đúng là cái dáng dấp của chồng con là một người tốt bụng. Dạ. Yeah. Cho nên khi hỏi đường thì người ta cảm giác là người ta an toàn. Tại vì bây giờ đâu có phải chuyện hỏi đường mà đơn giản con. Dạ. Yeah. Đó, thành ra đáng lẽ là con phải cảm ơn vì người ta thấy người ta có thể tin tưởng chồng con được. Dạ. Chứ con đừng làm gì tội nghiệp đó. Tại vì nãy giờ trong ba tập đó, trong ba tập là mình nghe là bạn Tiên là có cái vẻ hơi ấm ức tấm tức cái chuyện ghen hồi chồng mình, tại vì đây có tin nhắn, có cái nhân vật cụ thể là có thể là hơi là hoành tráng nhất đây. Tiên có thể chia sẻ là cái lần nào mà cao độ nhất thì bạn đã làm gì chồng bạn? Lần đó là cao điểm nhất đó chị. Là làm gì? Lần đó là em bắt ảnh là phải xóa ngay cái số chị người đó, xong rồi phải trả luôn cái thẻ kia. Và đồng thời phải gọi điện cho cái chị đó và phải nói là chị đừng liên lạc đến số điện thoại. Chính xác. Dạ. Cái vấn đề là phải gọi điện cho cái chị đó mà đừng liên lạc nữa, chứ giờ kêu em kêu xóa số nhưng mà người ta lưu qua chỗ khác rồi. Không. Thường chị phản đối em chuyện này. Em mà em đồng tình không? Mấy hôm bỏ cả cái vậy là quá đáng không? Mọi quan hệ vẫn có thể giữ, nhưng nếu như con tin. Vậy còn anh ghen với vợ anh là anh ghen cụ thể là anh làm gì? Bây giờ thương quá không đâu có thể nào mà đánh đập mà chửi bới gì. Trời ơi, có nghĩa là biết có đánh đập trong đầu đánh đập thì chửi bới đó hả? Ấy là cái nó không tới mức độ đó. Coi như là nó chỉ là nhắc chừng, nhắc khéo thôi. Chừng nào mà có cái gì mà mình phát hiện được cái gì đó chính xác thì cái chuyện gì á nó tùy theo mức độ. Nhưng mà giờ rủi như có cái gì chính xác thì anh định làm gì? Tùy theo mức độ, chính xác là ví dụ chính xác về tin nhắn hay chính xác về gặp mặt. Ví dụ là vợ anh đi làm, có ông sếp nào đó hôm nay tới giao dịch gì đấy rồi mời vợ anh đi ăn cơm trưa để bàn công việc, rồi mà anh tình cờ đi ngang thấy vợ anh đang ngồi ăn cơm trưa với một cái anh nào đó thì lúc đó anh xử trí như sao? Chưa có nắm bắt là cái người đó là khách hàng hay là người bạn trai hay gì,
có thể là mình bỏ qua rồi xong rồi về sẽ hỏi em có đi đâu với ai không. Nghĩa là cái khúc đó anh thấy là anh lơ luôn, chứ lên, anh không bắt gặp tại trận. Không thể nào vô đó, tại vì như mình có thể làm bẻ mặt vợ mình nhiều khi khách hàng ở này kia. Mình có thể về tối hỏi bữa nay em có gặp ai không? Vợ mình có giấu giếm, nếu mà giấu giếm khách hàng thì có gì đâu phải giấu giếm. Nếu mà có đen tối thì giấu giếm thì mình sẽ nói hôm nay anh đã thấy em ngồi với ai ở quán nào nào nào. Em có cái chuyện gì đó mờ ám em giấu anh này kia. Thì mới đầu từ chuyện đó em có thay đổi được hay không? Còn nếu mà không thay đổi được thì nếu mà một lần sau anh bắt được thì nếu mà cũng là đối tượng đó nha là hả em tự biết rồi như thế nào trời ơi tại vì chưa tường nó đẩy như thế nào chưa tới mức độ chưa gặp cái tình huống đó nhưng mà không biết là cái khúc đó cái bức xúc của mình nó dâng lên tới chỗ nào, tới đỉnh điểm chưa, hay là nó còn kiềm chế được, hay là còn suy nghĩ được, nhiều khi nó quá giới hạn. Cô Mai, nguyên nhân mình cũng hiểu rồi, cái cách ghen mình cũng hiểu rồi. Thì theo như cô thì cái việc đánh ghen mà không đúng á, thì dẫn đến những cái chuyện là tan vỡ gia đình, cái tình yêu nó cũng bị đổ vỡ luôn. Thì ngoài ra theo cô thấy nó còn có những cái hệ lụy nào ảnh hưởng đến bản thân mình? Cảm ơn các bạn đã kéo về một cái suy nghĩ nó hướng thiện hơn. Dạ. Tức là thông thường thì khi mà ta ghen, người ta hay nói là ta không kiểm soát được lý trí nữa. Nhưng mà chúng ta luôn luôn nhớ rằng là bất cứ cái hành vi gì của mình làm mà không kiểm soát được thì nó sẽ để lại những cái hệ lụy rất là khủng khiếp. Tôi có thể nói ngay từ một cái chuyện rất là nhẹ nhàng nhất. Tức là hai bạn đang yêu nhau để chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Nhưng mà một người yêu mà cứ nghi ngờ, giống như ta nói là ghen bóng ghen gió. Đến cuối cùng thì người ta không chịu nổi. Ta nghĩ là bây giờ chưa là gì của nhau mà người ta cần ghen đến thế. Thì liệu có dám rước cái người về này về làm vợ hoặc làm chồng hay không? Cuối cùng là chia tay. Còn khi chúng ta đã có gia đình, mà nhất là có con cái, chúng ta nhớ một điều rằng là chính cái thái độ ghen tuông không đúng cách của mình, cái hệ lụy đầu tiên là những đứa trẻ trong gia đình nó sẽ hưởng trọn cái bầu không khí tâm lý bất an. Tại vì chẳng có cặp vợ chồng nào khi mà ta đang ghen nhau mà ta lại tươi cười ấm áp với nhau được. Và cái bầu không khí tâm lý đó nó ảnh hưởng đến việc phát triển nhân cách. Đó là nhẹ ở cái mức độ là trẻ con nó sẽ hưởng trọn những cái hệ lụy đó. Còn có những trường hợp mà chúng ta sử dụng tới những cái việc mà chúng ta không kiểm soát được. Ví dụ như là có thể giết hại tình địch, sát thương tình địch chẳng hạn. Thế cuối cùng là gì ạ? Một người thì mất chồng hoặc là mất vợ, một người thì sao phải vào tù. Thế cuối cùng hệ lụy còn lại là ai? Cũng là những đứa con. Cho nên những cái điều này xem nó nhỏ lắm, nhưng mà cẩn thận đấy, nó không nhỏ đâu. Và có một cái ý nữa mà tôi cũng muốn thưa với các bạn đó, vừa rồi các bạn có nói đó, chúng ta yêu nhau, chúng ta tin nhau và chúng ta lấy nhau và chúng ta tôn trọng nhau. Chứ không phải là giống như là cô Kim Xuân có nhắc là nếu mà mình kiểm soát chặt chẽ 24/24 thì đấy là chúng ta là tù nhân của nhau, chứ có phải là bạn đời của nhau đâu. Cho nên có lẽ rằng là chúng ta nên lưu ý tới cái cách ứng xử đối với nhau. Bởi vì cái ghen mà ghen là gia vị đó thì nó dễ thương lắm và nó tăng thêm cái thi vị của cuộc sống vợ chồng. Nhưng cái ghen mà nó thô ráp quá, nó bạo lực quá thì nó hủy diệt cả một cái gia đình, cả một cái tình yêu. Thì nói tóm lại là nó có nhiều mức độ và nó cũng có nhiều cái cách để chúng ta suy nghĩ, chúng ta rút ra những cái gì để được gọi là nghệ thuật. Đã gọi là nghệ thuật thì nó phải mềm mại, lạt mềm, buộc chặt. Buộc làm sao như nhung ấy, hai đứa con nó là hai cái sợi dây nhung êm thật êm, cột chặt cái ông chồng, cái bà vợ của mình lại với nhau. Chúng ta hay chữa bệnh mà chúng ta không chịu phòng ngừa. Cho nên là sao ạ? Để ngừa có cái tình trạng là người ta hướng ngoại, hướng ra bên ngoài, thì làm sao chúng ta phải đối xử với nhau cho thật sự là yêu thương nhau, chân thành, và luôn luôn nghĩ cái cách làm sao chúng ta tốt hơn đối với nhau, đẹp hơn đối với nhau. Và cái quan trọng mà tôi chỉ muốn chia sẻ với quý vị và các bạn bằng hai câu thơ: cái ghen bé bé còn xinh, cái ghen mà lớn siêu đình đổ cây. Chúc các bạn làm sao đó ghen, nhưng mà chúng ta để cho tổ ấm mình nó lung linh hơn, đẹp hơn, và biết rằng chúng ta cần nhau. Cảm ơn cô Mai rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng những cái lời khuyên, những cái chia sẻ của cô Mai có thể là giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong cái cuộc sống hôn nhân, trong cái tình yêu đôi lứa. Bởi vì ghen thì luôn luôn là không thể nào mà không có. Có ghen thì mới có là cái thi vị trong cái cuộc sống tình yêu. Nhưng khi mà rủi chúng ta rơi vào những cái tình trạng đó thì chúng ta hết sức bình tĩnh và tỉnh táo để lựa chọn ra một cách ghen như thế nào cho phù hợp và đúng đắn để có thể giữ chặt được cái người yêu thương của mình. Xin chân thành cảm ơn chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai, cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân đã đến và chia sẻ với chương trình.
Cảm ơn ba cặp vợ chồng và cảm ơn toàn thể quý vị đã quan tâm theo dõi đến chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 23 giờ trên kênh HTV7 Chủ nhật hàng tuần. Chúc quý vị một buổi tối thật ngon giấc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.